Tốt nha, không thua chiếc này là ông tốt nha, không có đoạn, tốt nha, tốt nha. Hello. Hello. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay đi làm mà nó lên lên cực bước lên tới được thương với bên không nè, đó đây thương với bên dọc luôn xong luôn, đây thương với bên đúng như này luôn. Đó, tới đây là cuối cùng đó. Đó. Này có giấy đưa bỏ không? Đưa cắm nè.
Mừng quá rồi, thấy không? Mừng quá được mẫu rồi. Bước ra đây, người làm xong bước ra đây, rồi bước ra đây đi, bước ra đây nè. Bước lên, nhỏ. Rồi, con lên là mẫu. Giờ nó mở cổng đây không? Nhà đây người chỉ luôn. Hay hơn là con về đi, cô ra rồi đó đi, lát có người thân đi. Có mẫu không? Rồi, về luôn, dẫn cô ra giùm, cô thấy đường, nó dẫn cô ra giùm. Thôi, tùy thôi. Có mẫu được không? Bước ra đây, bước ra đây. Ô, mình đi. Rồi, cô đâu mẫu được. Bước ra chút. Rồi, nên đồng mẫu. Bước ra đây cô, thì làm xong rồi đã đi dùm cho người khác. Này là xe của đoàn Bình Thuận. Thank you.
bác ăn dưa, bác hàng ăn dưa. Cái này chờ lấy máu. Dạ đứng vô đây. Đứng vô đây. Bùi Minh Hoàng. Nguyễn Thị Thu. Bác còn giấy tờ của bác cứ cầm trên tay ta nhìn là ta biết. Bà con có bác à, chú là con ra. Chú cứ cầm đại cái tờ áo, cái áo này cho bạn vô nữa. Đi ra ngoài đó đứng ngay với bạn, xuất hàng vô lấy ống đó, rút máu. Lấy máu chưa? Hàng cho bạn đó. Đi đâu? Đứng đó tại chỗ luôn nha. 4 người. Nó nhiều. 5 người. Thuốc. 6 người. 3 đạn. 7 người. 8 người. Đây. 9 người. Có tên nó 10 người. Ba. Từ từ. Đứng đi, đứng đi. Em làm cũng coi rồi. 14 người. 15 người. Chú đâu rồi? Để nãy khám bệnh nó học trời đắng. Trời đắng ngồi cái ngồi chờ. Trời đắng 16 người. 17 người. Ở đâu nữa? Đây. Sao? 3 người bên kia người. Kìa. Đứng ngồi cái đi, đứng cái đi. 18 người. Trời ơi. Người thân không? 20 người. Không có cho, không có đòi mà. Có rồi. 20 người. Qua đây. Mới được thì cứ là. Đứng tại chỗ nha. 21 người. Để được rồi ngon hả? 22 người. Để lên kiếm. Không có cho. 23 người. 24 người. 26 người đó cả. Thăm muốn kiếm chị á. Nha, chứ không có nha. Đúng rồi. Vừa mạnh khỏe đừng nên đưa. Vừa đúng đúng. Sơn đâu rồi ta? Đấy. 3 giờ rưỡi. Sơn đâu rồi? Nè.
Đây. Dưới đây nha, nhìn lên trời.
cái clip đó là nó còn chút xíu anh ơi. Đang clip đó. Cái clip đó là mình có phản ánh rồi đúng không? Rồi, mình biết rồi. Nó cũng cỡ ba mấy nhưng mà không thể nào mà về mà lớn hơn hơn ngàn được hết. Nhỏ hơn ngàn. Khi mà mình biết cái đó thì mình chả biết cái gì hết. Trời ơi, hàng mùi đời nhỉ. Đó là con phần mắt rồi. Nhưng mà thấy con hoàng lên cũng ngon mà. Dạ. 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 Con nào dạ mà không quá.
Phát cho mấy người bà mổ á hả? Một cái này vậy thôi thầy lấy luôn đi thôi. Phát cho mấy người mổ hay gì vậy con? Dạ dạ. Thank you.
Đây là đoàn đất đến từ Kiên Giang, rồi sau khi mổ mắt xong thì mọi người lên xe chuẩn bị về quê. Nhà xe này là của đoàn Long An. Rút đúng anh luôn. Nhỏ này lấy nhau cào.
Cái gì mổ mắt mà gì đâu, đứt con làm sao? Sáng nay có buổi giờ sáng mới từ bà. Cầm cầm cái gì kia, cầm cái gì đó. Đấy, 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 đấy.